em xin trân trọng gửi đến lời chào thân ái đến tất cả quý vị, và cũng như xin được trình bày sáng tác của cô nhạc sĩ Nguyễn Trung, bài hát được mang tên Hàng Lập Tử. Vào trong bóng tối, cái chuông khuya đứt nở đâu.
Thank you.